Các bạn đang nghe truyện cày tại tận thế thêm điểm thăng cấp trên kênh TV Audio CV. Chương 143, lãnh tụ tinh thần, hắn vẫn còn, chúng ta không sợ. Hai, nữ tử cúi đầu, vẻ mặt bi thương, lắc đầu, không có, vẫn chưa trở về. Lão giả thở dài, hắn ta đang hỏi thăm 12 vị giác tỉnh giả thành lập đội cảm tử, đến phòng thủ tại nơi số lượng dị thú vượt quá tưởng tượng tiến công. Ngăn cản đến sau cùng, cái giá lớn nhất phải trả chính là đồng quy vô tận. Bởi vậy, đội cảm tử do 12 vị giác tỉnh giả thành lập này, dựa vào năng lực của giác tỉnh giả không gian tiến hành dịch chuyển trong phạm vi nhỏ, đánh giết dị thú có trí tuệ, từ đó kết thúc trận chiến này. Nhưng hành động này là thập tử vô sinh, một khi đi thì khó có thể quay về. Dị thú có trí tuệ không có thực lực gì cả, nhưng xung quanh lại có dị thú cấp bậc cao bảo vệ. Trận pháo nổ vừa rồi kia quả thật hắn ta đã biết kết quả rồi, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa muốn tin tưởng mà thôi. Đã thống kê nhân số hy sinh bên chỗ chúng ta chưa? Lão giả hỏi tiếp. Nữ tử nói, đã thống kê, nhân số hy sinh tất cả là 1432 người, 36 giác tỉnh giả, 238 liệp sát giả, còn lại đều là người bình thường. Thân thể hơi còn xuống của lão giả có chút trao đảo, nữ tử nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy lão giả, vị lão giả trước mắt này chính là người mạnh nhất ở tường rào kim lăng này lúc nghe được tin tức này cũng không nhận được lão đảo có thể thấy rõ tổn thất như vậy là khó tiếp nhận được lão giả xua tay ra hiệu không có việc gì những tường rào kia đã hồi đáp lại chưa lão giả hỏi nữ tử nói có sau khi dị thú có trí tuệ chủ bị tiêu diệt dị thú triều bên kia cũng rút lui hưng dương diêm hải miếu loan quán vân liên cảng đều có trả lời chỉ duy nhất là tường rào hải thành không trả lời, có thể đã bị dị thú công phá. Lão giả gật đầu. Từ khi bắt đầu tận thế cho đến bây giờ, đây là trận dị thú tiến công lớn nhất mà tường rào Kim Lăng phải đối am ti, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thủ trưởng, có chuyện ta cần phải báo cáo. Nói. Trong đợt dị thú triều lần này, chúng ta phát hiện có một ít dị thú đặc biệt, không giống như giả thú tiến hóa thành, bọn chúng giống một loại ếch trâu bị lột da, tốc độ cực nhanh, tứ chi sắc bén, tạm thời không thể nào biết được giống loài từ giả thú nào, tìm ra được đầu nguồn tương tự, ta hoài nghi lúc này đã có, nữ nhân không muốn tin vào ý nghĩ này. Lão giả nói, ngươi muốn nói rằng, có người đang nghiên cứu dị thú, hơn nữa còn sáng tạo ra dị thú hoàn toàn mới đúng không, đúng. Nữ tử chém đinh chặt sắc nói, vẻ mặt lão giả không chút thay đổi, nhưng nếu nhìn vào hai mắt hắn ta, sẽ phát hiện trong ánh mắt ấy tràn ngập lửa giận. Nữ tử nói, ta đã đưa tiêu bản đến phòng thí nghiệm để phân tích ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ nghiên cứu rốt cuộc giống loài này là do giả thú nào tiến hóa ừm lão giả lên tiếng tường rào hưng dương tình huống bây giờ rất hỏng bét trần bằng bị trọng thương vẫn còn sống chỉ là sắc mặt trắng bệch nếu như không phải bọn người cố gian đến hắn ta cảm thấy tường rào hưng dương nhất định sẽ bị dị thú công phá sắc mặt cố gian nghiêm túc có chút bi thương bọn hắn có tất cả năm người Thế nhưng trong đợt dị thú tấn công vừa rồi, hy sinh hai người, hài cốt không còn, bị dị thú chi ăn tại chỗ, đây đều là đồng đội đã kề vai chiến đấu với hắn ta. Bây giờ lại chết ở nơi này. Hắn ta biết đối mặt với dị thú triều, hy sinh là điều không thể tránh được, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bi thương. Tường rào Diêm Hải. Đại ca, ta thật sự sai rồi, người tha thứ cho ta đi. Lúc này Dương Phi lệ rơi đầy mặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin sắc mặt lê bạch rất lạnh trên người cũng có rất nhiều vết thương bọn hắn ở bên kia chống cự dị thú nhưng cuối cùng số lượng dị thú quá nhiều chỉ có thể không ngừng bị ép lui khi dị thú vượt qua tường thành chen chúc xông vào hắn ta cũng đã cạn kiệt sức lực khó mà ngăn cản chỉ có thể đi theo đám người không đoạn hậu rút lui chuẩn bị vào trong hầm trú ẩn tránh né nhưng có ai nghĩ đến được dương phi chạy cực nhanh đến được hầm trú ẩn đầu tiên điền mật mã mở cửa vào còn bọn hắn thì cách hầm trú ẩn cũng đến trăm mét vốn nghĩ rằng dương phi nhất định sẽ chờ bọn hắn nhưng gia hỏa này lại không hề chờ đợi chút nào cả vội vàng đóng cửa lại nhốt bọn hắn ở bên ngoài thậm chí còn khóa trái bên trong khiến bọn hắn điền mật mã như thế nào cánh cửa này vẫn trơ trơ không nhúc nhích tí nào cũng may không biết có nguyên nhân gì dị thú triều đột nhiên rút lui giúp bọn hắn có cơ hội sống sót lê bạch tức giận nhìn chằm chằm dương phi giơ nắm đấm lên. Đây là chuyện mà ngươi có thể làm được sao? Nhốt chúng ta ở bên ngoài, là muốn chúng ta chết đúng không? Lương Hồng đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Dương Phi. Những người sống xung quanh cũng như vậy. Suýt chút nữa là treo máy. Sao có thể không hận Dương Phi, thậm chí muốn liên tục giết đối phương cũng có. Mẹ nó, loại người này đáng chết. Có người không chịu nổi, giơ vũ khí lên, dường như sắp đánh chết đối phương. Đại ca, dương phi vô cùng tuyệt vọng lạch cạch một tiếng lê bạch đưa tay ngăn cản đối phương lê bạch mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng không thể bao che hắn như vậy hắn suýt chút nữa đã hại chết tất cả chúng ta bao gồm cả ngươi hắn cũng muốn hại chết bây giờ ngươi còn muốn bảo vệ hắn người kia tức giận nói dương phi thấy lê bạch ngăn cản trong lòng lập tức nổi lên hy vọng di chuyển đầu gối nắm lấy chân lê bạch đại ca Chúng ta chính là huynh đệ mà, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ta thật sự không phải cố ý, khi đó không biết vì sao mà đại não không thể làm chủ được làm ra chuyện ngu xuẩn, cầu xin ngươi đại ca, ngươi tha thứ cho ta đi. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước ngươi bị dị thú bao vây, Dương Phi ta có lúc nào sợ hãi chứ, huống chi lúc đó ta vẫn còn là một người bình thường còn có can đảm như vậy, chứ đừng nói bây giờ ta là liệt sát giả, sao lại sợ sệt, thật sự là không biết đầu óc ta xảy ra chuyện gì. Dương Phi khóc lóc cầu xin những người sống xung quanh đều nhìn dương phi với ánh mắt khinh bỉ đã từng vô cùng càn rỡ sao bây giờ lại hèn mọn như vậy vào giờ phút này cái gì mà tôn nghiêm cái gì mà mặt mũi đều đã ném sạch rồi chuyện mà hắn ta nói đến chính là đang nói cho lê bạch nghe trong khoảng thời gian sống cùng nhau hắn ta đã biết lê bạch là hạ người gì trọng tình trọng nghĩa biết đội ơn nếu không hắn ta và dư thế quan cũng không thể nào vô pháp vô thiên như vậy cũng bởi vì có ơn cứu mạng, cho nên không quan tâm làm ra chuyện gì, cuối cùng cũng sẽ có Lê Bạch chùa đít cho bọn hắn. Nên khi Lê Bạch đạt được đồ tốt, bọn hắn chỉ cần tỏ vẻ muốn có, Lê Bạch sẽ lập tức nhường cho bọn họ. Chính là bị ăn đến gắt cao. Lê Bạch hít sâu, hắn ta đương nhiên nhớ kỹ Dương Phi đã từng cứu hắn ta, nhưng hắn ta không phải người ngu, nhiều năm dung túng và bồi dưỡng vô tư như vậy, những gì nên trả đều đã trả. Chỉ là giao tình nhiều năm như vậy, cho dù nuôi con chó, cũng có cảm tình. Lương Hồng nói, phản bội chỉ có một lần, thường một lần là đã có thể đánh người bị phản bội đánh vào vực sâu vạn trượng, không thể thoát thân, lần này chúng ta may mắn, dị thú rúi lui, nếu không thì kết cục khó nói. Dương Phi nghe thấy vậy, lửa giận trong lòng bùng lên, nếu như là lúc trước, hắn ta nhất định sẽ nga ngược đáp trả, ta đang cầu xin đại ca tha thứ, mẹ nói liên quan quái gì đến ngươi, nhưng mà bây giờ, hắn ta chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn lương hồng cũng chẳng để ý đến lê bạch có nghe để ý đến lời nàng nói hay không mục đích của nàng chính là muốn lê bạch từ bỏ đồng thời giải quyết chuyện của lâm phàm ở miếu loan lê bạch chậm rãi nói dương phi ta đối xử với ngươi không tệ đúng không đại ca đối với ta rấy tốt dẫn ta đi theo nếu như không có đại ca thì đã không có ta dương phi vội vàng nói lê bạch nói hoàn toàn chính xác lúc trước nếu như không có các ngươi cứu ta ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Những năm gần đây, ta dẫn theo các ngươi, còn giúp các ngươi trở thành giác tỉnh giả và liệp sát giả. Tất cả những gì nên trả đều đã trả, ngươi giơ tay ra đây. Đại ca giơ tay ra. Lê Bạch tức giận nói. Dương Phi run rẩy giơ cánh tay ra. Đột nhiên. Chỉ thấy Lê Bạch giơ một lưỡi đao bên hông lên, phù một tiếng, trực tiếp chém đứt tay trái của Dương Phi. Con người Dương Phi co rụt lại, đau đớn kịch liệt quét qua người, ngay sau đó thì kêu lên thảm thiết. Dương Phi, tình nghĩa giữa ta và ngươi đến đây là kết thúc, như cánh tay này, không thể nào nối lại được. Lê Bạch nói lời ân đoạn nghĩa tuyệt, về sau không còn liên quan, sau đó nhìn về phía mọi người xung quanh, các vị, mong hãy cho chút thể diện, để hắn rời đi, sau này nếu như các ngươi gặp được, muốn đánh muốn giết, ta tuyệt đối không hỏi đến. Đám người gật gật đầu, xem như cho Lê Bạch mặt mũi. Cảm ơn. Lê Bạch cảm kích sau đó nhìn chầm chầm Dương Phi, còn chưa cút. Dương Phi đứng dậy, khốn đốn chạy trốn, chỉ là hận ý trong ánh mắt kia không thể nào che giấu được. Lương Hồng nói, Lê đội trưởng, nói thật, nhưng năm qua ngươi đã bị bọn hắn liên lụy rồi. Lê Bạch xua tay nói, không có cái gì gọi là liên lụy hay không liên lụy, về tường rào miếu loan, ta vẫn sẽ đến. Lương Hồng, mẹ nó ngươi điên hả, hôm sau. Sáng sớm, trải qua một buổi tối thu dọn, mùi máu tươi đã nhẹ hơn rất nhiều. Ở tường ngoài, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, giống như lãnh đạo, chỉ rõ ở tường ngoài. Đồng thời một đám người đi theo phía sau. Khí chất lãnh đạo tự nhiên sinh ra. Lão Chu à, ngươi nhìn tường ngoài bọn ta cần phải cải tạo thứ gì, mới có thể ngăn cản dị thú sông lên, Lâm Phàm ngẩng đầu lên quan sát. Vẫn không thể nghĩ ra cách nào. Nghĩ không ra, Chu Thế thừa lắc đầu, nếu như ta có thể nghĩ ra, trước đó cũng đã nghĩ được rồi, thật sự không có cách. Lục Sơn nói, ta cảm thấy làm cao thêm cũng không tệ. Xoát, xoát. Đám người đồng loạt nhìn về phía Lục Sơn, không nói gì, nhưng dường như vừa nói rất nhiều, tựa như đang nói, câu trả lời thông minh đến vậy rốt cuộc sao mà có thể nghĩ ra được. Lục Sơn cười không lộ răng, ý rất rõ, đây chính là ý nghĩ của ta. Lục Dĩnh đỡ tráng, cảm thấy lời lão ca mình nói thật sự quá mất mặt, cái này nói với không nói có gì khác nhau đâu chứ nhưng ai cũng biết cao thêm là chuyện tốt nhưng tình huống như bây giờ khó có thể làm được lâm phàm cùng đoàn người đi đến tường thành tường ngoài xung quanh là người sống sót bận rộn tất cả đều nhìn lâm phàm với ánh mắt sùng bái tôn kính rõ ràng trong lòng bọn hắn lâm phàm đã bắt đầu trở thành thần bảo vệ của tường rào rồi kiến trúc tường ngoài trước mắt vô cùng hoang phế tất cả mọi người đều đang tự tìm kiếm gia sản của mình nhìn xem còn gì có thể dùng được hay không. Tường rào chúng ta có tất cả bao nhiêu người? Lâm Phàm hỏi. Lão Chu nói, mấy năm trước, tường rào có mấy vạn người, sau này chết thì chết, đi thì đi, đến bây giờ chắc hẳn là khoảng 3.000 người, không còn đông đúc như trước nữa. Tường rào cỡ nhỏ không có bất cứ lực hấp dẫn nào cả. Chỉ cần có cơ hội có thể đi, người sống sót nhất định sẽ đi, đến tường rào lớn hơn để sinh sống, tuy ở đó sinh hoạt khổ cực, nhưng lại an toàn. Lâm Phàm gật đầu nói, bây giờ nơi này đã bị hủy diệt, tục ngữ nói không phá thì không xây được, phá rồi lập lại, các ngươi cảm thấy nơi này nên làm sao để phát triển tốt hơn, vấn đề này thật sự đang làm khó bọn họ. Hoàng Hải nói, ta có một ý nghĩ không được chính chắn lắm, không biết có thể làm được hay không. Ngươi nói đi. Lâm Phàm mong đợi. Đám người kiếm củi đốt lửa, tất cả đang vận động đầu óc nhỏ của mình, Nhất định so với một mình hắn nghĩ thì dễ dàng hơn nhiều. Từ sau khi ta đến đây, ta có nghiên cứu về thực địa ở đây, cũng từng suy nghĩ qua, sử dụng thổ địa không hợp lý, đất để trồng trọt lương thực quá ít, ta cảm thấy cái này nên mở rộng ra, diện tích trồng trọt lớn, bảo đảm lương thực ổn định. Hoàng Hải nói ý nghĩ trong lòng mình ra. Ừm, um, đồ ăn là thứ quan trọng để sinh tồn trong tận thế, ta cảm thấy rất đúng. Lâm Phàm Tán Thành nói. Tâm tình Hoàng Hải kích động hắn ta cảm thấy đến tường rào miếu loan thật sự quá đúng đắn. Nếu như là ở tường rào khác, tầng quản lý có ai quản đến những chuyện này chứ, chỉ cần đủ cho bọn họ ăn là được, nhưng cái khác thì để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Ở nơi này, hắn ta thấy được hy vọng phát triển. Hoàng Hải nói tiếp, nếu như quả thật có thể mở rộng trồng trọt, ta cho rằng cần đến thành thị lấy thêm nhiều phân hóa học về, chất lượng của phân hóa học được đảm bảo lâu dài, chỉ cần bảo quản tốt, 10 năm 20 năm, đều hữu dụng các loại phân hóa học như phân uri, phốt pha, axit sunfuric kali các loại, ở trong kho hàng khô ráo, hoàn toàn có thể cất giữ được 20 năm, khuyết điểm duy nhất chính là bị vón cục thôi. Đương nhiên, những thứ này nhất định không có ảnh hưởng gì. Được, những cái này gần đây đều sẽ được sắp xếp. Lâm Phàm trả lời. Sau đó đám người nói chuyện với nhau, đã nghe ra được, Lâm Phàm thật sự muốn phát triển tường rào miếu loan, nghĩ đến chuyện xây dựng nơi này thành tường rào sinh sống tốt nhất còn cả hạt giống các loại hạt giống rau quả đều có thể mang về mặc dù đã từng bảo quản qua nhưng cũng sẽ có cá lọc lưới chỉ cần có đủ nhiều hạt giống nhất định có thể nảy mầm được không thành vấn đề chỉ cần có chỗ tốt cho sự phát triển của tường rào tất cả đều tiếp thu nói xong những lời này hoàng hải không nói gì thêm nữa hắn ta làm nông nghiệp đó là sở trường của hắn ta lão chu kiến trúc ở tường trong ba nghìn người ở lại thì có đủ nơi ở hay không lâm phàm hỏi lão chu nói đủ thì nhất định là đủ người sống sót bây giờ phần lớn đều là một nhà ba người hoặc là hai người chen chúc với nhau trong một căn phòng tuyệt đối không thành vấn đề nói xong hắn ta trừng mắt nhìn lâm phàm không phải ngươi định để bọn họ không sai nếu muốn phát triển đồ ăn là thứ nhất đoàn kết là thứ hai nhân khẩu là thứ ba muốn đoàn kết nhất trí thì phải để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng để bọn hắn biết an nguy của cái tường rào này cũng thuộc về bổn phận của bọn hắn chỉ có như vậy mọi người mới có thể đoàn kết mới có thể cùng nhau sáng lập lên một tường rào tốt đẹp cái này áp lực có quá lớn hay không áp lực có áp lực gì được chứ nhiều người như cậy mọi người chia nhau một phần áp lực chẳng phải không còn áp lực nữa hay sao chu thế thừa nháy nháy mắt có chút hoang mang động não một chút ồ cái này nghĩ đi nghĩ lại sao lại cảm thấy có lý vậy nhỉ nguyên nhân khiến lâm phàm nghĩ như vậy chính là vì khi chống cự dị thú tiến công những người sống sót bình thường kia từ e ngại trở nên dũng cảm, từ đầu đến cuối đều cố gắng đọ sức, có lẽ bọn hắn biết, chỉ cần cố gắng là có thể sống sót, nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn. Người có thể nói là bọn hắn không có tinh thần phấn đấu hay không, nhất định là có. Chẳng qua là khi tất cả mọi người tuyệt vọng, đều không nhìn thấy hy vọng, khi con đường đi lên hoàn toàn bị phong tỏa, ý nghĩ phấn đấu nhất định đã bị chôn giấu. Bởi vậy, hắn tình nguyện mở ra một con đường phát triển cho bọn họ để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy cố gắng thì tương lai sẽ có hồi báo. Nếu như vẫn lẫn quẩn như lúc trước, hắn cũng chỉ bất lực. Trần lão. A, à, ở đây. Trần lão, ta quyết định giữ lại một nơi để cho ngươi dạy học, trẻ nhỏ không thể nào không có tri thức, ngươi lựa chọn trong số những người sống sót bình thường một ít người có năng lực dạy học để bọn hắn làm giáo viên. Cái này rất tốt. Hai mắt Trần lão sáng lên, đến số tuổi của hắn ta, vô cùng hy vọng có thể truyền thừa văn minh lại chỉ là trước kia không có ai coi trọng những chuyện này hắn ta chỉ có thể dùng đồ ăn để hấp dẫn trẻ nhỏ truyền thụ tri thức cho bọn chúng lão vương vương đại bảo đến ngay đây đến ngay đây vương tuyền và vương đại bảo đáp lại các người phụ trách đại lý xe trụ tính tất cả xe cộ trong tường rào thống nhất về tay tường rào quản lý lúc có người muốn ra ngoài săn dép dị thú cần đăng ký ở chỗ các ngươi lâm phàm nói đã rõ ít hai lão vương và vương đại bảo tràng đầy phấn khởi vô cùng dứt khoát không ngờ lắc mình biến hóa cũng có thể quản lý chuyện gì đó lâm phàm sắp xếp rất nhiều chuyện tiến hành cải cách triệt để đối với toàn bộ tường rào những thứ trước kia hoàn toàn bị lật đổ chế định quy củ một lần nữa lão chu nghe thấy đạo lý rõ ràng chỉ là lật đổ thẳng thắn như vậy khiến hắn ta cảm thấy những thứ trước kia giống như là rác rưởi vậy cái này khiến hắn ta có một cảm giác bi thương nhàn nhạt. Lão Chu. Hả, vừa rồi ngươi cũng nghe rõ rồi chứ. Đã nghe rõ rồi. Vậy thì tốt, ta nói ngươi phụ trách, sau này những chuyện này sẽ giao cho ngươi giám sát. a à, Chu Thế thừa trừng mắt, hoàn toàn hoang mang. Khá lắm, miệng ngươi bla bla nửa ngày, cuối cùng lại muốn ta đi làm, ta bỏ làm trưởng quỷ là muốn được nhẹ nhàng, bây giờ ngươi lại ném cho ta làm trưởng quỷ vậy ta tặng vị trí người quản lý cho ngươi, kết quả sau cùng, chính là tự chút lấy nhục nhã, lại khiến mình thêm phiền phức sao, hừ hừ, Lâm Phàm không cho lão Chu có cơ hội nói chuyện, nói tiếp, tập hợp tất cả mọi người lại, ta muốn mở một buổi diễn thuyết không lâu lắm, ta muốn nói cho bọn hắn biết, Lâm Phàm ta đến, vậy thì chính là Thanh Thiên đến. Chu Thế Thừa, lời này nhìn thì có vẻ không nói gì hắn ta, nhưng lại như đang phê bình hắn ta khắp chỗ. Là là. Lúc này. Sau khi phát thông báo, tất cả những người sống sót trong tường rào đều bắt đầu tụ lại. Tất cả mọi người rất khó hiểu. Không biết có chuyện gì. Trải qua dị thú triều, trong lòng họ đều rất kìm nén, những người từng quen đều đã chết rồi. Loại cảm giác này khiến bọn hắn bắt đầu tuyệt vọng về tương lai, sinh hoạt ở tường ngoài, là nơi duy nhất bọn hắn có thể trú ngụ. Nhưng bây giờ thì sao, tất cả đều tan thành mây khói. Bị dị thú chà đạp đến hoang tàn bọn hắn không biết tương lai sẽ như thế nào. đám người trùng trùng điệp điệp theo thứ tự tụ tập ở bên ngoài tường trong. ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy có một bóng người xuất hiện trên tường thành. những người trải qua đối kháng với dị thú đều biết vị này chính là cường giả mạnh nhất tường rào, giống như hỏa thần, giúp dị thú không trừ một manh giáp nào. các vị, xin chào mọi người. có người biết ta, có người không biết ta. ở chỗ này, ta tự giới thiệu mình một chút ta tên là Lâm Phàm. Nói ngắn gọn, sau này ta chính là người quản lý của nơi này. Loại tin tức này cũng không khiến mọi người kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, đây là chuyện rất bình thường, dù sao thì Lâm Phàm mạnh như vậy, sao có thể đứng dưới người khác, cho dù Chu Thế Thừa không muốn lui xuống, cũng phải làm. Nhưng lời tiếp theo lại khiến đám người kinh ngạc. Tận thế 10 năm, giải dụa trong tuyệt vọng, đau đớn như vậy ta có thể hiểu được, cũng có thể cảm nhận được, chúng ta tình nguyện trở thành kẻ đáng thương trong tận thế sao nhất định là không bởi vì chúng ta là người chúng ta vĩnh viễn tràn ngập hy vọng vào tương lai vĩnh viễn đều đang trong con đường đấu tranh vào lúc chống cự dị thú chúng ta hy sinh rất nhiều người nhưng chúng ta đã giữ vững gia viên của chúng ta ta cũng đã nhìn thấy tinh thần dũng cảm cố gắng của mọi người cho nên ta quyết định từ ngoài sẽ không còn là nơi ở của bất cứ ai nữa bắt đầu mở rộng diện tích để trồng trọt còn các ngươi sẽ chuyển vào tường trong ở cùng với chúng ta vừa dứt lời đám người rối loạn tưng bừng tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua lâm phàm thậm chí còn vút đầu vút mặt muốn khiến bản thân tỉnh táo lại là mơ đây là đang mơ đi xin hỏi đây là thật sao có người nức nở hỏi lâm phàm kiên định nói đương nhiên là thật qua trong chớp mắt hiện trường liên tục phát ra tiếng hoang hô tất cả mọi người sôi trào cái này theo bọn hắn nghĩ chính là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi thậm chí bọn hắn không hề suy nghĩ đến vào giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn về phía lâm phàm trong ánh mắt tràn đầy biết ơn cảm kích sùng bái kính nể lâm phàm vô cùng hưởng thụ ánh mắt như vậy không quan tâm là ai đều như thế đây chính là khi bản thân có thực lực rồi dựa vào thực lực mà thay đổi từ đó đạt được sự cảm kích của người khác lâm phàm giơ tay lên đám người vô cùng nghe lời mà giữ yên lặng, từng đôi mắt ngập tràn kỳ vọng nhìn Lâm Phàm. Ta hy vọng mọi người đều có thể tràn ngập hy vọng vào tương lai, tường rào của chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng, nhất định có thể giúp tường rào miếu loan đi lên đỉnh cao. Đỉnh cao, đỉnh cao, đỉnh cao, đám người hoang hô, tất cả tâm tình tiêu cực đều tan biến. Trong lòng chỉ có tràn ngập hy vọng và vui sướng. Lâm Phàm lại giơ tay lên đoàn người lại yên tĩnh. Lão Chu đã nói với ta, giác tỉnh giả và liệp sát giả trong tường rào chúng ta quá ít, hy vọng có thể mời chào ở bên ngoài đến một chút, nhưng ta đã từ chối. Số lượng nhân khẩu trong tường rào chúng ta cũng không ít, tất cả mọi người có cố gắng quyết tâm đứng lên, chỉ là khổ vì không có cơ hội, không có cách nào. Nhưng bây giờ, cơ hội đến rồi, ta quyết định bồi dưỡng người một nhà trong tường rào chúng ta, giác tỉnh giả và liệp sát giả không còn là mơ tưởng nữa, mà sẽ thành sự thật chỉ cần mọi phương diện đều phù hợp thì sẽ bồi dưỡng. Các ngươi có lòng tin hay không? Lâm Phàm dơ nắm đấm lên, kêu gào. Chỉ trong chốc lát. Hiện trường đang yên tĩnh nháy mắt như nồi hơi nổ tung, hoàn toàn sôi trào. Có người kích động đến hôn mê. Có người kích động nhảy cẩn lên. Đây là tin tức bọn hắn có thể nghe được sao? Đây là đại ngộ bọn hắn có thể hưởng được sao? Có. 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 Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều điên cuồng gào thét, trong lòng bọn họ, Lâm Phàm tựa như thần minh, là thần minh xuất hiện trong lúc tâm tối nhất, chỉ dẫn bọn hắn đi đến tương lai tràn ngập hy vọng. Lão Chu đứng bên cạnh vẻ mặt hoang mang, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta từng nói à, nhưng mà đúng là đừng nói ra, mấy câu này thật sự đã điều động được tâm tình của mọi người. Có lẽ lúc này lực ngưng tụ lòng người ở tường rào miếu loan, đã đạt đến mức cao nhất. Ý chí chiến đấu của Vương Đại Bảo sụt sôi, nắm chặt tay thành nắm đấm nhất định phải cố gắng nhất định phải xông pha khói lửa vì lâm ca hắn ta dường như nhìn thấy được tường rào miếu loan đang được cháy ngọn lửa hy vọng đây cũng không phải là tường rào miếu loan âm u tử khí lúc trước tuy rằng con đường này không dễ đi nhưng hắn ta tình nguyện vì con đường này mà bỏ ra xương máu không quán không hối lúc chiến đấu tuyệt vọng sau khi chiến đấu kết thúc là hy vọng tuyệt vọng và hy vọng cùng nhau ập đến Mạnh liệt và mạnh mẽm phàm nhìn đám người đang reo hò trước mắt trong khoảng thời gian đi đến thế giới này lúc này hắn đã bắt đầu chính thức tiến về phía tương lai sẽ lấy tường rào miếu loan làm cơ sở vẽ lên truyền kỳ nhân sinh của hắn ngay khi lấy được khách hắn đã biết nhân sinh của mình tuyệt đối không thể không có chút tiếng tăm gì nhất định phải dời sông lấp biển làm ra một phần sự nghiệp vĩ đại cho bản thân cái gì gọi là vĩ đại hắn muốn để tất cả mọi người đều biết hắn xem hắn như trụ cột tinh thần lãnh tụ tinh thần, khi hắn không có ở đây, tất cả mọi người sẽ hoảng hốt, tất cả mọi người sẽ không có ai giúp đỡ. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Vô số người sẽ an tâm. Hắn vẫn còn ở đó. Chúng ta không sợ. Ban đêm. Tường rào miếu loan. Cao học lương dẫn theo thê tử của mình đi vào trong phòng ngủ, ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi thứ, giường, đệm chăn, tủ quần áo các loại, những thứ này ở trong thời kỳ hòa bình thì cũng chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ là tận thế, những đồ vật trước kia vô cùng bình thường bây giờ lại trở nên cực kỳ xa xôi. Thê tử, ta không nằm mơ chứ? Ngươi tác ta một cái đi. Rõ ràng đã đi vào trong nhà, nhưng đối với Cao Học Lương mà nói, hắn ta vẫn cảm thấy mọi chuyện chỉ là một giấc mộng ảo, giống như đang nằm mơ vậy. Chát, a, à, đau quá. Vậy không phải là mơ, tất cả không phải là mơ. Cao Học Lương hưng phấn hô lên, đột nhiên nhào lên giường, lăn lộn trên chăn đệm mềm mại, đầu vùi vào trong chăn, hít một hơi thật sâu, đó là một mùi hương xa lạ mà thân quen. Nước mắt không nhịn được chảy ra, làm ướt chăn đệm. "Thê tử, cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu, thật sự bắt đầu rồi." Cao Học Lương quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng nói. "Ừm." Um. Thê tử cũng gật gật đầu, trong hốc mắt cũng ẩm ướt. "Thê tử" hắn nói tường rào của chúng ta thiếu người ta thấy không bằng chúng ta tạo người đi góp vào một viên gạch xây dựng tương lai của tường rào cống hiến một phần sức lực của chúng ta ngươi cảm thấy thế nào cao học lương và thê tử là quen biết nhau sau tận thế hắn ta cứu được từ trong tay những người khác mãi cho đến hôm nay bọn hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con bởi vì bọn họ không muốn không muốn để đứa nhỏ bị tận thế tàn phá không muốn để đứa nhỏ vừa ra đời đã trải qua cuộc sống khó khăn từ đó đối mặt với tận thế hỏng bét đến cực hạn thê tử hơi đỏ mặt vô cùng thẹn thùng đáng chết lâm phàm đứng trên ban công lắng nghe tiếng hoang hô từ xung quanh truyền đến tai mình từng tiếng reo hò ẩn chứa kích động cảm giác hưng phấn đồng thời còn có vài tiếng động có vẻ hơi kỳ quái trầm thấp ngột ngạt giống như máy đóng cọc theo lý thuyết sau khi dị thú tiếng công tường rào vốn nên âm u tràn đầy tử khí không khí vô cùng đè nén nhưng lúc này tình cảnh ở tường rào rõ ràng không phải vậy thật tốt lâm phàm cảm thán tường rào bảo phong trên tường ngoài đen kịt một ánh lửa yếu ớt xua đi bóng tối xung quanh đáng chết thật đáng chết lê bạch ta nhất định phải tìm ngươi báo thù dương phi bị đứt một cánh tay cực cực khổ khổ tránh né đủ mọi nguy hiểm đi đến tường rào bảo phong hắn ta không biết nên đi đến đâu nhưng nghĩ tới nghĩ lui nơi mà hắn ta có thể nghĩ lại chỉ có nơi này vết thương được băng bó đơn giản nhưng không có thuốc men trị liệu rất dễ bị nhiễm trùng cầm miếng sắt được nung đỏ cắn răng đột nhiên ấn mạnh miếng sắt vào nơi cổ tay bị chặt đứt xì 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 nơi bị chạm vào lập tức bốc khói trắng dương phi cắn chặt răng trừng mắt trên trán lập tức phủ đầy mồ hôi cố nén cảm giác đau đớn kịch liệt biến nó thành oán hận vô tận chôn giấu sâu trong lòng xử lý xong vết thương Dương Phi yếu ớt thở hồng hộc. Hắn ta biết với tình hình trước mắt, giả ngoại cũng không phải nơi hắn ta có thể sinh tồn, nhất định phải tìm đến tường rào mới, hưng dương, miếu loan đều không phải mục tiêu của hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta nghĩ đến tường rào hoài phổ. Ngày thứ hai, Lâm Phàm giống như đã ném đi chức trưởng quỷ, không để ý đến chuyện gì khác, dù sao chuyện gì nên sắp xếp đều đã làm rồi, có lão chu trông coi là được gọi trần quân đến tiếp tục xoát độ thuần thục của thiết bố sam giúp hắn đối với chuyện này trần quân khẳng định là làm không biết mệt thản nhiên tiếp nhận theo trần quân đánh người thật sự rất thoải mái có loại cảm giác thoải mái không nói thành lời dùng sức tiếp tục dùng sức lâm phàm vô cùng hưởng thụ loại cảm giác bị đánh này khi trần quân toàn lực đánh ra hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu phương pháp tu luyện bên trong nội dưỡng hoàng đan công này quả thật rất khả thi mỗi một lần bị đánh máu trong cơ thể sẽ chấn động đồng thời có tác dụng của luồng khí này có một loại công hiệu bảo vệ hóa giải công kích đánh vào giảm đi tổn thương với cơ thể đạt đến tình trạng thân thể kiên cố được rồi trần quân ngao ngao gào thét cái gì cũng không nghĩ chỉ điên cuồng vung gậy đánh theo lâm phàm theo tình hình thấy độ thuần thục của thiết bố sam lên đến mắt cấp chỉ là chuyện một hai ngày mà thôi chờ soát đầy độ thuần thục rồi hắn muốn tìm xem dị thú cấp 3 thích trốn ở chỗ nào. Đẳng cấp tăng lên. Thuộc tính 3 chiều tăng lên. Điều này rất quan trọng. Tường rào kim lăng trưởng, đã phân tích ra rồi. Lạc thải điệp vô cùng nghiêm túc, đồng thời trong vẻ mặt cũng hiện lên sự khiếp sợ, khi biết được số liệu, trái tim nàng không nhận được mà đập thình thịch. Lão giả nói, nói đi. Lạc thải điệp nói, căn cứ theo phân tích của chuyên gia nghiên cứu, con dị thú ép trâu lục gia kia có đê na hoàn toàn phù hợp với nhân loại. Lão giả nghe thấy vậy, đột nhiên nhíu mày, ý của ngươi là, con dị thú kia là người biến dị, hơn nữa ở một nơi nào đó có ai đang dùng người làm thí nghiệm, đồng thời trận dị thú triều nhằm vào tường rào kim lăng chúng ta này, cũng có thể là cố ý, thủ trưởng, ta cảm thấy đúng là như vậy. Lạc Thải Điệp nói, tất cả cứ để sự thật lên tiếng. Bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt, số liệu sẽ không lừa người lão giả hiếp mắt tuy rằng đã cao tuổi nhưng ánh mắt sáng ngời có thần hắn ta biết mặc kệ thời điểm nào kẻ giả tâm cũng sẽ không buông bỏ giả tâm của mình cho dù là trong tận thế cũng vậy miễn là còn sống thì sẽ muốn khống chế mặc kệ lúc nào hoàn cảnh gì mục tiêu của kẻ giả tâm mãi mãi chỉ có một đó chính là khống chế thế giới nắm toàn bộ thế giới ở trong tay bây giờ có rất nhiều tường rào nhưng không phải tường rào nào cũng xem việc khôi phục cuộc sống nhân loại mà cố gắng, mà là dựa vào sự tồn tại của dị thú, áp chế, khống chế người sống. Một tổ chức bí ẩn, trong 10 năm dài dằng dặc kia, vẫn luôn không lộ ra trước mặt người đời, bây giờ có có được thành quả, cho nên bắt đầu thử sao, hay là nói một vài chuyện nào đó đã từng xảy ra. Cũng là do tổ chức này đứng sau lưng tạo ra, chẳng biết tại sao, sau khi biết loại dị thú kia là do người biến thành, sâu trong lòng hắn ta vô cùng lo lắng mà loại lo lắng này khi vẫn chưa làm rõ được mục đích của đối phương, vẫn luôn dần dần lớn thêm. Chạng vạn tối. Xoát độ thuần thục kết thúc, Lâm Phạm đi đến từ ngoài xem xét tình hình, bây giờ tường rào đang bách phế đại hưng, triển khai cải cách, những người sống sót đang tràn ngập nhiệt huyết. Tất cả mọi người đang dọn dẹp rác rưởi trên đất, lều trại sụp đổ sang một góc hẻo lánh. Đồng thời, Lâm Phạm cũng lập ra mấy quy củ. Một không được tổn thương lẫn nhau, người vi phạm sẽ bị trừng trị, có khả năng không được ở lại tường trong, chỉ có thể ở tường ngoài, kẻ vi phạm nghiêm trọng có thể trực tiếp bị đuổi ra khỏi tường rào miếu loan. 2. Không được trộm cắp, dùng mánh lưới, ngồi mát ăn bát vàng. Thật sự chỉ có hai điều. Thông tục, dễ hiểu. Không có gì cong cong vẹo vẹo. Đối với người sống sót bây giờ mà nói, bọn hắn đã thấy hy vọng, nếu như bởi vì phạm sai lầm mà bị chặt đứt hy vọng, đối với bọn hắn mà nói, cái này còn khó chịu hơn giết bọn hắn sau khi khu vực này được dọn dẹp sạch sẽ sẽ bắt đầu khai hoang trồng trọt khi lâm phàm đi lại những người sống sót nhìn thấy lâm phàm lập tức dừng mọi chuyện trong tay lại tôn kính cung kính chào hỏi đối mặt với sự ân cần hỏi thăm như vậy lâm phàm mỉm cười gật đầu nói vất vả cái này đối với những người sống sót bình thường mà nói chính là một loại cổ vũ lớn lao toàn thân lập tức tràn ngập sức lực hắn thân là người quản lý phải thỉnh thoảng đi ra ngoài lượng một chút lộ mặt một chút để bọn hắn hiểu rằng chuyện các ngươi làm ta đều nhìn thấy chỉ cần các ngươi cố gắng nhất định sẽ được ta coi trọng ban đêm về đến nhà lâm phàm không ngủ mà bắt tay vào làm một chuyện mới đó chính là thành lập đội hộ vệ của tường rào miếu loan suy nghĩ ban đầu của hắn là thành lập đội ngũ của riêng mình nhưng bây giờ hắn đã là người quản lý thành lập tiểu đội của mình rõ ràng không còn thích hợp nữa, chỉ có thể chuyển sang thành đội hộ vệ của tường rào miếu loan. Chỉnh lý lại danh sách. Những giác tỉnh giả bây giờ đều được tính vào trong. Còn có hơn 20 liệt sát giả. Đồng thời, hắn còn thêm mấy người sống sót bình thường. Nhìn danh sách đã được chỉnh lý xong. Vuốt cầm, trầm tư một lát, hoàng mỹ. Ngày thứ hai. Trên tường thành ở tường trong có dán một bố cáo màu đỏ một đám người vây quanh ở đó nhìn. Bố cáo danh sách đội hộ vệ của tường rào Miếu Loan. Tổng đội trưởng, Lâm Phàm Phó đội trưởng, Chu Thế Thừa. Thành viên, Dư Tuyết, Lục Sơn, Lục Dĩnh, tất cả mọi người đều xem rất cẩn thận. Những cái tên ở trên này đối với bọn họ mà nói, bọn họ đều biết, đó đều là giác tỉnh giả và liệt sát giả trong tường rào. Đột nhiên, có người hô lên bởi vì bọn hắn đọc được cái tên khiến bọn hắn khiếp sợ. Vương Đại Bảo. Vương Đại Bảo là ai? Hình như Vương Đại Bảo cũng là người bình thường giống như chúng ta, cho đến nay vẫn luôn ở tường ngoài rửa xe cho người khác. Má, người bình thường chúng ta cũng có thể trở thành thành viên của đội hộ vệ sao? Đây không phải là chỉ cần có thể gia nhập đội hộ vệ, chúng ta cũng có thể được tường rào bồi dưỡng, từ đó trở thành giác tỉnh giả và liệt sát giả sao? Ngươi đang nằm ơ à cái gì mà nằm mơ? Những cái tên khác trong danh sách này ta đều biết bọn hắn cũng là người bình thường ở đằng xa vương đại bảo cũng giống như thường ngày chuẩn bị ra từ ngoài làm việc đột nhiên hắn ta phát hiện ở đằng trước có rất nhiều người đang vây tụ tại một chỗ trong lòng tò mò không biết là có chuyện gì có người thấy vương đại bảo vội vàng vẫy tay đại bảo đại bảo ngươi mau đến đây có chuyện gì thế vương đại bảo đi tới đối phương chỉ lên bố cáo kích động nói ngươi nhìn đây này tên của ngươi ở trên đó, sau này ngươi chính là một thành viên trong đội hộ vệ của tường rào miếu loan đó. Loãng xoảng, chậu rửa mặt vương đại bảo đang cầm rơi xuống đất. Ánh mắt kính ngạc nhìn trầm trầm bố cáo, đằng sau danh sách, thấy được tên của mình. Miệng há hốc, cả người giống như ngây ngốc. Tên của ta, vương đại bảo không dám tin. Mặc dù lâm ca vẫn luôn xem trọng hắn ta, còn vỗ bả vai hắn ta nói với hắn ta, làm rất tốt, ta vô cùng xem trọng ngươi, nhưng giờ phút này, thấy tên của hắn ta xuất hiện trên bố cáo hắn ta chỉ cảm thấy trời đất quay cùng hạnh phúc đến quá đột ngột vương đại bảo cười cười ngây ngốc hai tay không biết phải làm thế nào đỡ trán sờ mặt nắm tóc giờ phút này hắn ta thật sự khó có thể khống chế được niềm vui sướng sâu trong lòng mình chúc mừng có người vỗ vai vương đại bảo cảm ơn thật khiến người khác hâm mộ nhưng mà ta cảm thấy tương lai ta cũng có thể trở thành thành viên của đội hộ vệ có người chúc mừng đồng thời cũng thầm ủng hộ chính mình vương đại bảo đang nghe truyện trên tv audio cv kích động nói ta có tài đức gì thế mà có thể gia nhập đội hộ vệ ta chỉ là người bình thường mà thôi ta cũng không biết vì sao có thể gia nhập được nhìn thành viên của đội hộ vệ mà xem là ai chứ giác tỉnh giả và liệp sát giả chỉ có ba người bình thường là hắn ta hoàng hải và vương tuyền ở đằng xa vẻ mặt lâm phàm tươi cười hắn muốn chính là loại hiệu quả này ý tứ rất rõ ràng chính là để cho tất cả mọi người hiểu rõ mặc dù các ngươi là người bình thường nhưng chỉ cần làm tốt được coi trọng là có thể gia nhập đội hộ vệ từ đó được bồi dưỡng hắn đi về phía bên đó đại bảo mọi người thấy người đến cả đám đều kích động chào hỏi sau khi lâm phàm thượng vị đưa ra một loạt cải cách địa vị của hắn trong lòng mọi người liên tục tăng vọt lâm ca vương đại bảo kích động hô lên lâm ca ta thật sự được chọn sao? Đúng vậy, ngươi được chọn, không cần nghi ngờ bản thân, ngươi không tệ, hành động của ngươi ta đều nhìn thấy cả, ngươi là người nhiệt tình, cho nên ta cho ngươi gia nhập đội hộ vệ, tăng thực lực của mình, vì tương lai có thể cống hiến một phần lực lượng cho tường rào." Lâm Phàm dõng dạc nói. Được Lâm Phàm chính miệng thừa nhận, Vương Đại Bảo kích động đến mắt cũng đỏ bừng. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Bây giờ hắn ta tình nguyện vì Lâm Phàm xông pha khói lửa cho dù hy sinh tính mạng của mình cũng không tiếc ừm lâm ca ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi với ta vương đại bảo lau đi nước mắt nơi khóe mắt giọng điệu kiên định nói lâm phàm vỗ vỗ vai hắn ta gật đầu sau đó nhìn về phía người sống sót vây xem các vị các ngươi cũng phải cố gắng lên bây giờ tường rào chúng ta đã không còn là tường rào lúc trước nữa mà tràn đầy hy vọng tràn đầy tương lai chỉ cần các ngươi cố gắng làm tận tâm tận lực phát triển tường rào, có cống hiến, vậy thì đội hộ vệ sẽ có một chỗ cắm dùi cho các ngươi, các ngươi có lòng tin này hay không? Lâm Phàm lại vẽ bánh nướng cho bọn hắn một lần nữa. Thật ra đây cũng không phải là bánh nướng, mà là lời nói thật lòng. Thật sự có đồ cho bọn hắn. Có. Đám người tràn ngập lòng tin hô to. Vẽ mặt kích động vô cùng. Lâm Phàm vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó nói đơn giản vài câu, đã tạm biệt bọn hắn, sau khi Lâm Phàm rời đi, ý chí chiến đấu bọn hắn sụt sôi, tràn ngập nhiệt tình, chính là hy vọng có thể được tuyển chọn. Vì ngày nào đó trong danh sách sẽ xuất hiện tên của mình. Chạng vạn tối. Trong nhà. Thiết bố Sam viên mãn, thể chất lại tăng lên một chút. Trải qua những ngày qua cố gắng. Hắn cuối cùng cũng nâng lên mắt cấp, nói thật, hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ tu luyện của bản thân mình rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi đã đạt đến mắt cấp đây là hách ra sức, hay là thiên phú của mình không tệ nhỉ, quản nó làm gì. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt, không còn tạp niệm, ngưng tụ tinh khí thần, cảm nhận luồng khí thần bí trong cơ thể, sau khi thiết bố sam lên mắt cấp, đã dần trở nên lớn mạnh kia. Cái khí này so với khi thiết đầu công và long trảo thủ mắt cấp ngưng tụ ra còn khổng lồ hơn. Trên phương diện võ học lâm phàm không có bất cứ tạo nghệ nào cả. Tất cả đều dựa vào hách sửa đổi mới tu thành lúc này trong cơ thể hắn có ba luồng khí một là ở đầu hai là ngón tay ba là thân thể hắn thử điều động ba luồng khí này muốn thử có thể kết nối lại hay không theo thao tác của hắn ba luồng khí bắt đầu lưu động bắt đầu tụ lại đối với tình huống này hắn ta vô cùng chờ mong không biết kết quả như thế nào khi khí va chạm vào nhau không có chuyện gì khác lạ xảy ra ngược lại dung hợp vô cùng hoàn mỹ chỉ trong chớp mắt luồng khí trong cơ thể đột nhiên lớn mạnh hơn rất nhiều a à, lâm phà mở mắt ra vô cùng kinh ngạc hắn phát hiện khí trong cơ thể vậy mà không cần khống chế đang từ từ lưu động trong cơ thể máu trong cơ thể dường như cũng có chút rung động đấm ra một quyền về phía trước theo ý nghĩ của hắn khẽ động khí trong cơ thể cũng ngưng tụ ở trên nắm tay nhìn như một quyền tùy ý vung ra nhưng lại truyền ra tiếng trầm muộn vừa nghe đã biết lực đạo rất hung mãnh có sức lực con đường này có vẻ có thể thành công lâm phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này thực lực của hắn đến từ điểm tiến hóa kéo theo thuộc tính ba chiều tăng lên nhưng bây giờ loại phương pháp có thể tự mình tu luyện thế này có vẻ như đã bù đắp một loại thiếu thốn nào đó vậy thổ nạp là cách luyện khí công cũng là một cách hít thở chia làm hô hấp bên ngoài và hô hấp bên trong lâm phàm ngẫm nghĩ hô hấp bên ngoài chính là phổi tiến thành trao đổi không khí với máu và bên ngoài gọi là hô hấp phổi mà hô hấp bên trong chính là trao đổi giữa máu và tế bào bên trong cơ thể gọi là hô hấp tổ chức nhưng bất kể gọi như thế nào đều là để điều chỉnh tiết tấu hô hấp đạt đến một loại cộng hưởng đạt đến mức độ như người xưa từng nói thổ duy tinh tế nạp duy liên tục đều đều dài nhỏ sâu xa lâm phàm lại nhập định một lần nữa bắt đầu thổ nạp thuộc thổ nạp của thiết đầu công thuộc thổ nạp của long trảo thủ nội dưỡng hoàng đan công của thiết bố sam đều là một loại tiết tấu hô hấp cái trước kia trong sách là giả là sai nhưng mà có hách sửa đổi sai lầm cũng biến thành đúng sau khi hắn bắt đầu chuyển đổi giữa ba loại thuật thổ nạp tiết tấu hô hấp của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn nhất thời với tần suất hô hấp này lại đổi sang tần suất hô hấp kia tiết tấu vô cùng loạn khiến bản thân hắn vô cùng khó chịu giống như thiếu khí dịp tim nhảy lên tục sắc mặt đỏ bừng toàn thân như có kiến bò, khó chịu đến cực hạn. Thật là phiền, khô khan, thật là khó chịu. Nếu là người bình thường, khi gặp phải cảm giác này, nhất định sẽ dừng lại. Nhưng Lâm Phàm tin vào năng lực sửa đổi của hách, nhất định có thể sửa đổi loại hô hấp khiến hắn khó chịu đến cực hạn này. Cố nén khó chịu, tiếp tục thổ nạp. Đây so với với chuyện đứng ngồi không yên còn khó chịu hơn, không có ý chí cường đại, tuyệt đối không thể tiếp tục kiên trì được. Hách đến trong lòng lâm phàm kêu gào. Sau khi hắn kiên trì mười mấy hai mươi phút, đột nhiên, tiết tấu thổ nạp bất chợt thay đổi, không tự chủ được mà hô hấp theo một cách thổ nạp khác, sau đó là một cảm giác xuyên tim. Thật thoải mái, lâm phàm suýt chút nữa rên ra miệng, nếu để cho lão vương sát vách nghe thấy, sợ là sẽ cho rằng hắn đang làm cái gì đó đi. Thành công, cuối cùng cũng thành, kết hợp ba loại tiết tấu thuộc thổ nạp, sửa đổi dung hợp thành một vẻ mặt hắn vô cùng kích động bắt đầu theo loại thuật thổ nạp này mà hô hấp sau khi hít vào một hơi tần suất tim phổi nhảy lên đã lặng yên mà thay đổi càng khiến cho hắn khiếp sợ chính là máu chảy trong cơ thể khi hắn thổ nạp dường như đạt đến điểm sôi nhảy lên chấn động rèn luyện xương cốt trong cơ thể cái này cái này lâm phàm trừng mắt hắn cũng không phải là kẻ ngốc không hiểu gì cả tiểu thuyết cũng đã từng xem phim truyền hình cũng đã từng thấy bên trong đều có nói lấy thuộc thổ nạp vận khí chấn động máu, rèn luyện xương cốt bản thân. Cũng là cái gọi là khí huyết võ đạo. Chắc hẳn là có hết sửa đổi, cái ta đang dùng là khí huyết võ đạo, cũng là con đường chưa từng có người đi qua, lâm phàm chìm vào hoài nghi. Hắn cũng không biết có phải là như vậy hay không. Nhưng bất kể như thế nào, đã đi đến một bước này, không có ký do gì mà dừng lại. Theo tiết tấu thổ nạp này, tương lai sẽ như thế nào, Lâm Phàm có chút mong đợi, lại có chút căng thẳng. Hách sửa đổi. Cũng không hại mình đâu nhỉ. Không suy nghĩ nhiều nữa, trời đã muộn, hay là đi ngủ đi. Ngày thứ hai, Lâm Phàm giống như thường ngày ra từ ngoài đi dạo, hắn chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm khu vực hoạt động của dị thú cấp 3, từ đó săn giết dị thú, lấy được điểm tiến hóa. Khi thấy được Trần Quân, trong mắt Trần Quân lộ ra một loại chờ mong, dường như đang nói, Lâm ca, ngươi có cần ta đánh ngươi nữa không? Bây giờ ngươi là người quản lý, thế mà ta chẳng sợ một chút nào, thậm chí còn rất nhiệt tình. Đối với chuyện này, Lâm Phàm tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Mẹ nó gia hỏa này đúng là nghiện thật rồi. Có thể cầm gậy đánh người quản lý như hắn, chỉ sợ Trần Quân là người đầu tiên. Lúc này, bên ngoài từ ngoài, một bóng người đang kéo sát dị thú không nhanh không chậm đi đến. Lê Bạch đến, hắn ta dừng xe ở chỗ xa, kéo sát dị thú đi bộ đến, hắn ta thấy, cách thức lên sàn này khá đẹp trai, có một loại cảm giác áp bách không nói thành lời. Về phần dị thú, nhất định là nửa đường săn giết. Không có nguyên nhân khác. Chính là ném dị thú lên tường ngoài, sau đó hắn ta nhanh chóng leo lên phía trên, trong ánh mắt hoảng sợ của người khác, tay không tiếp được, sau đó xé ra một miếng thịt ném cho đối phương. Nghĩ lại hiệu quả như vậy thật sự bùng nổ. Rất nhanh, hắn ta đã đến phía dưới tường ngoài. ngẩng đầu nhìn lên trên cánh tay đột nhiên căng lên phát lực vùng một tiếng xác dị thú khổng lồ bay lên tường thành hai tay lê bạch bám lấy vách tường nhanh chóng leo lên khi sắp lên đến tường thành rồi hăng hái dùng sức bật nhảy lên vọt tới trên tường thành hả lê bạch khẽ nhíu mày vốn cho rằng trên tường thành có rất nhiều người ai có thể nghĩ ra được ngay cả bóng người cũng không có cái này không giống với suy nghĩ của hắn ta mẹ nó người đâu đừng nói là bị dị thú triều công phá rồi chứ hắn ta vững vàng đáp xuống đất, không đi tiếp, mặc cho sát dị thú rơi xuống, không có quần chúng vây xem thì đỡ cái cọng lông ấy. Phịch một tiếng. Âm thanh ngột ngạt truyền đến. Tất cả mọi người đang làm việc ở bên dưới từ ngoài đều nghe thấy tiếng động, ngồi dậy, nhìn lại phía tường thành, vừa rồi ở đó có động tĩnh, tuyệt đối không nghe lầm. Bọn hắn không biết là gì, cho nên cứ nhìn chầm chầm nơi đó. Chỉ trong chốc lát, bọn hắn nhìn thấy một nam tử xa lạ chậm rãi đi xuống bậc thang, sau lưng còn kéo sát một con dị thú. Trần quân đang ở đây vội vàng tiến lên, đồng thời bảo người thông báo cho người tường trong biết, có người lạ đến. Hóa ra đều ở chỗ này. Lê Bạch nhìn thấy người đều ở đây, cũng không uổng công đến đây, tình hình trước mắt cũng có thể nhận ra, nơi này bị dị thú phá hỏng rất thảm. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn ta. Tường rào diêm hải bọn hắn suýt chút nữa bị dị thú công phá, đương nhiên không cần nhắc đến cái tường rào miếu loan cỡ nhỏ này ngươi là ai trần quân vội vàng chạy đến hỏi thăm ngay lúc này bất cứ một người xa lạ nào xuất hiện cũng khiến mọi người cảnh giác dù sao thì cũng có người sẽ nhân lúc cháy nhà hôi của nghĩ đến khi chống cự dị thú nhất định hy sinh rất nhiều người là lúc lực lượng phòng thủ yếu kém nhất đội bạo long tại tường rào diêm hải lê bạch lê bạch tự giới thiệu một chút trần quân sửng sốt rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện gì đó mà nét mặt của hắn ta lê bạch đều nhìn thấy cả lê bạch nói xem ra ngươi đã biết mục đích của ta không cần cản ta cũng đừng lãng phí thời gian bảo lâm phàm ra đây cứ nói ta tìm hắn sắc mặt trần quân nghiêm túc hắn ta từ trên người lê bạch cảm nhận được một loại áp bách đó là áp bách đến từ cường giả hắn ta không hô to có địch đến bởi vì hắn ta không thể ngăn được mà đang làm việc ở xung quanh đều là người bình thường một khi nảy sinh xung đột tuyệt đối sẽ tử thương nghiêm trọng Hắn ta chỉ có thể chờ người tường trong đến. Ngươi đừng động, đây không phải là nơi ngươi có thể đến." Trần Quân nói. Nghe thấy vậy, Lê Bạch thật sự dừng bước lại, "Được, ta không động, ngươi bảo Lâm Phàm ra đây." Lúc này đến lượt Trần Quân ngạc nhiên. "Khá lắm. Dễ nói chuyện như vậy à?" Rõ ràng là nhận ra được Trần Quân khó hiểu. Lê Bạch chậm rãi nói, "Ta và ngươi không thù không oán." sẽ không ra tay với ngươi lê bạch ta không phải là loại người không phân tốt xấu chỉ dựa vào câu nói này trong lòng trần quân nên tự động thêm điểm cho lê bạch nhưng bây giờ là trừ điểm không có nguyên nhân gì khác chính là vì người hắn ta tìm chính là lâm ca lâm ca chính là ngọn đèn chỉ đường của bọn hắn không quan tâm là dạng từ bi thánh mẫu gì đến chỗ hắn ta đều đáng chết cũng không lâu lắm ngươi tìm ta lâm phàm dẫn theo người đến không phải hắn muốn dẫn người theo mà là bọn hắn không yên lòng nhất định phải đi theo lâm phàm đánh giá đối phương rất lạ chưa từng gặp không biết đến để làm gì trần quân vội vàng chạy đến bên cạnh lâm phàm nói chuyện của đối phương một lần nữa à hóa ra hắn ta chính là lê bạch của đội bạo long đã sớm nằm trong dự liệu chỉ là không ngờ đối phương đến nhanh như vậy cách lúc dị thú triều tiến công chỉ mới mấy ngày đã đơn thương độc mã đến không thể không nói đối phương cũng rất có khí phách Lê Bạch đánh giá, ngươi chính là Lâm Phàm. Ừm, không sai, ta chính là Lâm Phàm, ngươi là Lê Bạch của đội Bạo Long đúng không? Ngươi không cần hỏi, dư thế quan là do ta giết, còn nữa, đám người hắn dẫn theo cũng là ta giết. Phương châm của Lâm Phàm chính là chân thật, giết chính là giết, tuyệt đối không có dấu giếm, huống hồ cũng không cần thiết phải dấu giếm, dấu giếm sẽ chỉ lãng phí miệng lưỡi, mệt mỏi. Được, nói cho ta lý do. Lý do, lâm phàm có chút hoang mang nghe không hiểu ý của hắn ta lắm không sai mặc dù ta biết lý do nhưng ta muốn nghe lý do của ngươi một chút lê bạch nói thật ra hắn ta biết dư thế quan là hạng người gì nhưng bất kể như thế nào hắn ta là đội trưởng của đội bạo long dư thế quan cũng là ân nhân cứu mạng của hắn ta nhiều năm ở cùng nhau như vậy tình cảm vẫn còn cho nên hắn ta không thể không đến lâm phàm nói được nói cho ngươi nghe rất đơn giản hắn muốn cướp vật tư mà chúng ta lấy được, chính là lý do đó, có đủ hay không, đủ rồi. Lê Bạch gật đầu, sau khi dị thú triều kết thúc, Lương Hồng đã nói chuyện này cho hắn ta nghe, hắn ta biết dư thế quan thật sự có thể làm ra được chuyện này, mà lời Dương Phi nói cũng là giả. Lương Hồng nói với hắn ta, Lâm Phàm ở tường rào miếu loan là người đáng tin, đáng kết giao. Hắn ta không phản bác. Bởi vì hắn ta không biết. Hắn ta đến đây, cũng không phải muốn giết Lâm Phàm chỉ là muốn đánh hắn một trận tơi bời trả thù cho chuyện giết chết dư thế quan là được. Lâm Phàm hiếp mắt, không hiểu đối phương nói đủ rồi là có ý gì. Cảm thấy là lạ. Ngay sau đó, lời Lê Bạch nói, quả thật khiến Lâm Phàm hoang mang. Trong tận thế, cướp đoạt vật tư của người khác đúng là hành vi đáng chết, bị người ta giết chết cũng là chuyện đáng đời, ta cũng không trách ngươi, nhưng bất kể như thế nào, dư thế quan cũng có quan hệ với ta, ta không thể không quản, cho nên ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận, sau đó xóa bỏ, từ đây không ai nợ ai. Xác dị thú này, xem như tiền thuốc men của ngươi." Lê Bạch ném xác dị thú trong tay sang một bên. Thao tác này khiến Lâm Phàm cảm thấy mơ hồ, gia hỏa này không giống như những gì hắn nghĩ, trong suy nghĩ của hắn, đã bổ não Lê Bạch thành một người cao ngạo ương bướng, không ai bì nổi, thủ đoạn tàn nhẫn, gương mặt xấu xa đáng ghét. Dù sao không có những khí chất này, chẳng thể nào dẫn theo được một người như Diêu Thế Quang. Ngươi tự tin như vậy sao? Lâm Phàm nói. Lê Bạch nói, đây không phải là tự tin, mà là sự thật, ngươi không phải là đối thủ của ta. Những người xung quanh nghe thấy Lê Bạch đến tìm Lâm Phàm gây chuyện, cả đám đều trợn mắt nhìn, có người đã cầm sẻn lên chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lâm Phàm cười. Hắn xem như đã nhìn ra. Vị Lê Bạch trước mắt này không giống như hắn nghĩ, đồng thời cũng không xấu xa như vậy, nhưng mà quan tâm xấu hay không làm gì, đã đến rồi, nhất định không thể để đối phương tay không mà về. Đột nhiên, hắn chợt liếc thấy một màn đáng sợ. Đừng mới vừa thốt ra lời thì cũng đã chậm rồi. Chỉ thấy một đứa nhỏ tóc chỏm, cũng chỉ khoảng 9 tuổi, thò tay vào trong quần, sau đó cầm lấy một thứ đồ chơi sền sệt, ném về phía Lê Bạch. Lê Bạch suýt chút nữa là trở thành giác tỉnh giả cấp 4, trực giác rất mạnh, không hề nhìn lại, Vương tay ra chụp lấy. Hắn ta thấy, thứ quăng đến này, đơn giản chỉ là cục gạch mà thôi. Nhưng, sao lại sền sệt nhỉ, còn có một mùi kỳ lạ truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đồ vật sền sệt dính trên tay, còn có một ít theo khe hở rơi xuống đất. Lê Bạch vội vàng hất đi tan vật, đưa tay đến mũi ngửi ngửi. Quẹ, ra vẽ nôn mửa. Đứa nhỏ kia tức giận hô to, cút khỏi tường rào chúng ta, nơi này không chào đón ngươi ngươi dám ra tay ta sẽ liều mạng với ngươi tất cả mọi người đều chấn động trước một màn này ai cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy đồng loạt nhìn về phía đứa trẻ kia tuổi còn nhỏ chính là lăng đầu thanh mà nói móc là móc nói nện là nện đơn giản chính là đánh thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm mà còn nữa cục phân kia rốt cuộc là ở đâu ra chẳng lẽ có sẵn còn nóng hổi à lê bạch biết đây là cái gì nên người nhìn đứa nhỏ tóc chỏm bởi vì phẫn nộ mà gương mặt đỏ bừng, cả người cũng trợn tròn hai mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, rồi nhìn những người xung quanh. Lâm Phàm nói, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt, hay là ngươi rửa tay một chút, đợi lát nữa chúng ta bàn lại, Lê Bạch hít thật sâu, trong lòng tự an ủi chính mình, đây là đứa trẻ, không chấp nhặt với nó, sau đó tìm nước, nhìn thấy thùng nước, nhanh chóng rửa sạch. Một lát sau, được rồi, không nhiều lời chiến đấu đi, yên tâm, Ta sẽ không đánh chết ngươi, chỉ là muốn dạy ngươi một bài học." Vừa dứt lời, chỉ thấy Lê Bạch nhanh chóng cởi áo ra, cởi quần, chỉ còn mặc một cái quần cộc cực lớn, sau đó gầm nhẹ, cả người đột nhiên to lên, chỉ trong nháy mắt đã biến thành người khổng lồ cao 3-4 mét, bắp thịt cả người kiên cố, giống như được khảm nạm từ từng tảng đá. Nhìn là biết cứng rắn không gì sánh được, tràn ngập sức lực. Thật mạnh. Chu Thế thừa nói thầm, năng lực của đối phương rất mạnh, uy thế khuếch tán ra, hình thành lực áp chế, đã có thể cảm nhận được. Lâm Phàm không rút đao ra, mà chuẩn bị dùng song quyền và năng lực đối phó hắn ta. Đao rất nguy hiểm vừa ra nhất định có tổn thương. Âm âm, âm âm, mỗi một bước lê bạch bước ra, mặt đất dường như cũng chấn động, đi đến trước mặt Lâm Phàm, vung lên nắm đấm khổng lồ, hung hăng đánh tới. Lâm Phàm không hề né tránh, vung quyền đối lại. Âm, hai quyền va chạm vào nhau hai luồng lực lượng cường hãn đối đầu nhau một luồng khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài chu thế thừa thấy lâm phàm không rút đao cũng không thi triển năng lực đã biết hỏng việc rồi nhưng tình hình tiếp theo lại khiến trọng mắt hắn ta muốn rớt ra ngoài cái này thật sự có thể liều được sao năng lực lê bạch rõ ràng là đi theo con đường lực lượng mà năng lực của lâm phàm là hỏa không am hiểu cận chiến nhưng bây giờ xem ra có vẻ cũng không rơi vào thế hạ phong thậm chí sao đột nhiên lại có cả giác lê bạch mới là người rơi vào thế hạ phong. Người trong cuộc là Lê Bạch cũng vô cùng khiếp sợ. Một quyền này khi hắn ta đánh ra, lại giống như đánh vào trên tấm thép vậy, cứng rắn, chắc chắn, không thể nào rung chuyển được. Kết quả như vậy đã sớm nằm trong dự đoán của Lâm Phàm. Bây giờ hắn đang ở cấp 3, 18 phần 40. Lực lượng có liên quan đến thuộc tính thể chất đã cao đến 97, ở trong đó còn có huyết tinh, thịt dị thú kỹ năng tăng thêm điểm số, tính một chút, hắn có thể nói mình đã sắp đạt đến cường giả cấp 4 rồi. Húng chi, Lê Bạch sắp lên cấp 4, thực lực cần tăng lên, lại không hoàn toàn là lực lượng, mà còn tăng lên cả tinh thần. Cho nên hắn không sợ. Thịt một tiếng. Lâm Phàm quét qua eo Lê Bạch, lực đạo bột phát, Lê Bạch nhận phải một kích này lập tức bay đi, hai chân ma sát với mặt đất, kéo ra hai vệt tích thật dài. Cứng vải. Lâm Phàm nghĩ thầm, Đổi thành giác tỉnh giả cấp 3 khác, một cước này chắc hẳn đã có thể khiến thận đối phương nổ tung rồi. Nhưng nhìn tình hình của Lê Bạch, có vẻ vấn đề không lớn. Lúc này trong lòng Lê Bạch vô cùng khiếp sợ không thể nào nói nổi, thật mạnh, rất rất mạnh, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, lại có xu thế nghiền ép hắn ta mọi phương diện. Càng đáng sợ hơn chính là, đối phương là giác tỉnh giả, ngay cả năng lực cũng còn chưa sử dụng đến. Cộng rơm cứng, đây tuyệt đối là cộng rơm cứng lê bạch biết mình nhất định phải cẩn thận tuyệt đối không thể khinh thường nếu không có thể sẽ bị lật thuyền có phải cảm thấy ta rất cứng rắn hay không lê bạch cười vỗ vỗ vào cơ bắp ở phần eo của mình nhìn có vẻ chỉ tùy ý đập nhưng lại tràn ngập lực lượng bây giờ ta sẽ đánh thật đó ngươi cẩn thận một chút phốc phốc tiếng thả rắm quái dị truyền đến tất cả mọi người đều biết hắn ta đang đánh rắm nhưng lê bạch thì vẻ mặt vẫn như thường không hề có bất cứ dao động gì rõ ràng đã sớm thành thói quen ầm 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 lê bạch nện bước chân nhanh chóng lao đến thân thể cao lớn tựa như một ngọn núi nhỏ tràn đầy cảm giác áp bách lâm phàm vẫn không hề né tránh ngay khi đối phương vừa vọt đến trong lòng thầm nhũ lóe mù mắt chó nhà ngươi một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên lê bạch che lại hai mắt bị một chiêu này đánh đến mức trở thay không kịp chỉ thấy một mảnh trắng xóa hai mắt đã mất đi tầm nhìn. Thi triển long trảo thủ. Đột nhiên chụp vào phần eo của Lê Bạch, long trảo thủ vô bất kiến tồi, không có gì vững chắc mà không phá nổi, chỉ sức mạnh vô địch, lại thất bại trong ngắn mũi, khi chạm đến, giống như vừa chụp vào một khối thép, điều động khí trong cơ thể, tập trung vào năm ngón tay, lực đạo càng mạnh hơn. Không có gì vững chắc mà không phá nổi, chỉ sức mạnh vô địch, Lê Bạch đang mất đi tầm nhìn đột nhiên cảm thấy đau xót, vẻ mặt kinh hãi rõ ràng không ngờ đến ngoại lực lại có thể tổn thương đến hắn ta lê bạch bị đau vung vẫy nắm đấm lung tung lâm phàm lùi lại quả nhiên hữu dụng lâm phàm chính là đang thử lưu động luồng khí trong cơ thể xem thử uy lực chiêu thức của bản thân sẽ tăng thêm được bao nhiêu bây giờ xem ra tăng lên rất nhiều rất hung mãnh rất bá đạo nếu như giúp toàn lực ứng phó chỉ với một trảo vừa rồi thôi tuyệt đối có thể xé một miếng thịt to trên người đối phương xuống. Hắn không tiếp tục ra tay, mà là chờ đợi ánh mắt của Lê Bạch khôi phục lại. Quần chúng vây xem sùng bái nhìn Lâm Phàm, thật mạnh, thật là mạnh, đùa con cá ngốc kia vòng quanh. ủng hộ Lâm thúc thúc. Đứa trẻ ném phân hô to, vung vẫy tay. Những người xung quanh lập tức tránh ra xa. Chỉ sợ đứa nhỏ này vung cặn phân trong tay vào miệng bọn hắn. Phốc phốc, phốc phốc. Lê Bạch vung quyền lung tung liên tục thả hai quả rắm, cái rắm này có lực đẩy cực mạnh, vừa vặn khiến quần cộc bị thổi bay lên. Lâm Phạm nghe thấy âm thanh này, biểu hiện có chút kinh ngạc, người này thích đánh rắm như vậy à, nhất thời. Hắn nghĩ đến một cách. Trong lòng âm thầm cười he he. Một đốm lửa nhỏ nổi lên từ trong tay hắn, theo khống chế của hắn, bay đến phía sau mông Lê Bạch đốt quần cộc của hắn ta ra một lỗ nhỏ, sau đó chui vào trong. Rất nhanh. Lê Bạch đã dừng vung vẩy tay lại. Ánh mắt đã khôi phục. Ngươi thật là lợi hại, thế mà có thể vận dụng năng lực đến trình độ này, còn nữa, lực lượng của ngươi quả thật đã vượt khỏi sự tưởng tượng của ta. Lê Bạch không nhịn được tán dương. Trong những giác tỉnh giả mà hắn ta gặp được, có thể khai phát năng lực bản thân đến trình độ này, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa, chỉ có một bàn tay là hết. Cảm ơn đã khích lệ, tạm được." Lâm Phàm nói ta cho ngươi một lời khuyên đừng có thả rắm loạn nữa rất dễ cướp cò đó tâm tính lê bạch không tệ không trả lời mà chỉ vọt về phía lâm phàm lần này hắn ta rất cẩn thận cùng một chiêu thức hắn ta sẽ không mắc phải hai lần đột nhiên phốc phốc tiếng rắm quanh quẩn vang lên khí thể từ trong cơ thể bài xuất ra có thành phần là mê tan khí hydro lưu huỳnh hydro các loại bản thân những thứ này đều là khí dễ cháy mỗi người đều giống nhau cầm cái bật lửa để ngay mông đều có thể bốc cháy không tin có thể thử một lần nếu ai có thể khống chế đánh rắm lại có thêm một cái bật lửa có lẽ thật sự có thể làm được chỉ bằng một quả rắm là có thể bay thẳng lên mặt trăng đột nhiên lê bạch khựng chân lại hắn ta cảm thấy tình hình có chút không đúng nhìn lại đằng sau mông đã cháy rồi a à, sao lại có lửa lê bạch vội vàng vỗ vỗ cái mông muốn dập tắt lửa hắn ta có chút hoang mang. Đang yên đang lành, sao lại có thể như vậy? Thấy cảnh cả đám người cười ha ha, loại cảm giác căng thẳng đã sớm bị một màn này chọc cười rồi. Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc nói, ta đã nói rồi, ít đánh rắm lại, nếu không rất dễ cướp cò. Lê Bạch không để ý đến Lâm Phàm thoát khỏi trạng thái kiên thạch cự nhân, khôi phục lại bản thể, mà vào ngay lúc này, Lâm Phàm đã vọt đến trước mặt đối phương, đấm ra một quyền, đánh trúng bụng, phịch một tiếng, chỉ thấy Lê Bạch bay lên, ầm va một tiếng, rơi xuống đất, đau đớn kịch liệt khiến hắn ta co ro thân thể. Há miệng, phun ra cả nước chua. Ngươi thua rồi. Lâm Phàm nói. Lê Bạch nhịn đau, chậm rãi đứng dậy, mê mang nhìn Lâm Phàm, thua mà cũng có chút không hiểu nổi, rõ ràng đang rất tốt, sao lại đột nhiên biến thành thế này. Lão chua. Đến đây. Đi lấy xác hai con dị thú đến đây, người ta chú ý như vậy, chúng ta cũng không thể để mất đi cấp bậc lễ nghĩa được đưa hai con xem như tiền thuốc men được rồi chu thế thừa cười đi lấy xác dị thú nghe thấy vậy vẻ mặt lê bạch vô cùng phức tạp thậm chí còn muốn nôn ra máu vốn là chuyện hắn ta nên làm lại bị đối phương làm mất thật sự muốn nôn ra máu lâm phàm cầm quần áo ném qua nếu như không phải cuộc chiến sinh tử ngươi hãy mặc quần áo vào đi có lẽ chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu lê bạch cầm quần áo ấm ức không cam lòng khó chịu hỏng bét bất đắc dĩ đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong ánh mắt ném mạnh cho lâm phàm lê bạch mặc quần áo tử tế đần độn đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải hắn ta còn muốn chạy muốn chạy trốn muốn rời khỏi nơi đau lòng này chỉ là hai chân của hắn ta giống như bị róc chì không thể động đậy Hắn ta không biết vì sao lại như thế này. Dù sao thì chính là loại cảm giác này. Có lẽ, khi làm màu ra ngoài, bản thân cảm thấy rất rất sảng khoái, nhưng vẫn còn chưa đến lúc sảng khoái nhất, đã bị người ta không chút nương tay đánh hiện nguyên hình, mặt bị vả đùng đùng đùng. Từng ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm kia khiến Lê Bạch không được tự nhiên. Hắn ta giống như đã dùng hết sức lực toàn thân, nhấc chân lên, xoay người, muốn rời đi. Này, chờ một chút cầm sát hai con dị thú này mang về đi lâm phàm nói lê bạch dừng chân xoay người yên lặng nhìn trầm trầm lâm phàm không nói gì nhiều đến chỗ sát hai con dị thú không người xách lên cảm ơn quay người rời đi tăng tốc chạy chu thế thừa đến bên cạnh lâm phàm nhìn bóng lưng người kia rời đi vô cùng khốn đốn lâm phàm nói lão chu con người gia hỏa này vẫn được chu thế thừa nhìn lâm phàm ngươi đánh hắn như vậy thật là mất mặt hắn còn có thể làm bằng hữu với ngươi sao không đánh không quen biết tòm lại cũng sẽ có một ngày này lâm phàm cười nói chu thế thừa cao mày nói nói thật bây giờ ta suy nghĩ kỹ cách nói chuyện của hắn ta một chút chẳng biết tại sao luôn cảm thấy đầu óc của hắn hình như không được tốt lắm lâm phàm vỗ vai hắn ta bất đắc dĩ nói lão chu người ta như vậy không phải gọi là đầu óc không tốt lắm phải nói là người ta thành thật thành thật đầu óc không tốt lâm phàm cẩn thận suy nghĩ một chút có vẻ thật sự là đầu óc không tốt lắm được rồi đi cũng đã đi rồi đánh cũng đã đánh nói xấu sau lưng người ta như vậy không tốt lắm những người sống sót xung quanh vui mừng hoan hô đối với chuyện này lâm phàm thản nhiên tiếp nhận độ sùng bái tăng lên thường thường cũng là vì góp nhặt từ từ lại hắn đã nương tay với lê bạch tận thế không phải là chém chém giết giết càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế tại một nơi hoang dã một cái xe tiếp cúc đang nhanh chóng chạy đi cảm ơn dương phi cũng không đến tường rào hoài phổ nửa đường gặp được mấy người sống sót có vẻ không tệ lắm trải qua thời gian ở chung ngắn ngủi hắn ta cảm thấy mấy người sống sót này rất dễ lừa ví dụ như người băng bó vết thương cho hắn ta là một vị muội muội bộ dạng vô cùng thanh tú đúng loại hình hắn ta ưa thích nếu là trước kia hắn ta tuyệt đối sẽ chủ động tỏ tình nếu như đối phương không đồng ý vậy thì trực tiếp dùng sức mạnh không quan tâm đối phương có đồng ý hay không phương châm chính là chủ động xuất kích nam nhân phải chủ động chủ động mới có thể thành công không cần cảm ơn nữ tử thanh tú mỉm cười lái xe là một nam tử đeo kính mắt tuổi còn trẻ luôn luôn mỉm cười tường rào của ngươi như thế nào bị dị thú triều tiến công có chống đỡ được không? Sau khi nói xong lời này, nam tử đeo kính mắt một tay viện tay lái, ngón giữa tay kia đẩy mắt kính. Người thích đẩy mắt kính kiểu này không phải biến thái thì chính là tên điên. Dương Phi nói, chống đỡ thì chống đỡ được, nhưng mà người quản lý của chúng ta chết thảm, sau đó phát sinh chuyện tranh đoạt quyền nắm giữ tường rào, ta không muốn tham gia, cho nên chạy ra ngoài. Nam tử ngồi ở chỗ phụ lái nói, mẹ nó ta ghét nhất là loại tranh quyền, cần gì phải như vậy, bên ngoài dị thú nhìn chằm chằm, không những không đoàn kết với nhau, còn tranh đoạt với nhau, đúng là ngu xuẩn. Ai, ai nói không phải chứ, cái tay này của ta chính là bị bọn hắn chém đứt, may mắn mạng lớn, chạy ra ngoài, còn gặp được các ngươi, đúng là may mắn của ta. Dương Phi rất giỏi quản lý vẻ mặt, thần sắc buồn bã, nói giống y như thật. Gã đeo kính nói, không cần phải nói cái gì mà may mắn hay không may mắn, gặp được chính là duyên phận. Đúng, chính là duyên phận. Dương Phi vô cùng tán thành gật đầu. Cũng không lâu lắm. Tuyến đường xe chạy khiến Dương Phi cảm thấy khó hiểu. Chúng ta đang đi đâu vậy? Dương Phi nhìn cột mốc đường bên ngoài, rõ là là thuộc Dương. Cái này khiến hắn ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn nghĩ, đầu óc đám gia hỏa này có phải có vấn đề hay không, chỗ nào không đi, thế mà cứ muốn vào trong thành thị, đây không phải là đầu óc có hố sao, cả đeo kính nói. Trong nội thành, chỗ nguy hiểm nhất, thường là nơi an toàn nhất, Ngươi sẽ không nghĩ rằng tường rào mới là nơi an toàn nhất chứ? Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai rồi, kiến trúc trong thành thị rậm rạp là công cụ ngăn cản tự nhiên tốt nhất, đồng thời có vài kiến trúc có hầm ngầm dưới đất. Nghe thấy lời này, Dương Phi chìm vào trầm tư, sau đó lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự đúng là như vậy, nhưng mà các ngươi như thế cũng to gan quá rồi. Dương Phi vô cùng khiếp sợ, không thể không nói, đám gia hỏa này đúng là gan to bằng trời, người ta đều chạy đến tường rào đám gia hỏa này thì ngược lại trốn ở trong thành thị gã đeo kính nói cái này có gì mà lớn gan đều là thao tác bình thường mà thôi khi tận thế vừa bộc phát đã có người tìm nơi tránh né trong thành thị dù sao thì trong thành thị có nhiều vật tư như thế hoàn toàn đủ tự cấp tự túc dù sao so với mấy cái tường rào kia thì tốt hơn rất nhiều đúng đúng mẹ nó đúng là có lý dương phi gật đầu không hề chú ý gã đeo mắt kính đang nở nụ cười rất nhanh Xe pick-up đã chạy vào trong thành thị, kiến trúc xung quanh hoang vu và củ nát. Dương Phi tò mò đánh giá. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít dị thú du đảng. Dương Phi nói, xuất hiện qua minh chính đại trong thành thị như vậy, nếu như gặp phải quần thể dị thú thì phải làm sao? Cả đeo kính nói, không sao cả, đây là khu vực chúng ta cần phải đi qua, ngư xem camera xung quanh đều dùng được. Khi chúng ta tiến vào phạm vi này, các bạn hữu của ta đã thấy được, nếu như phía trước có quần thể dị thú đi ngang qua, sẽ báo cho chúng ta biết trước a à, thì ra là thế dương phi gật đầu nhìn như tò mò nhưng thật ra lời đối phương nói ra hắn ta đều ghi nhớ kỹ trong lòng cũng không lâu lắm xe tiếp cúp lái vào một bãi đậu xe dưới đất hoàn cảnh đen kịt khiến dương phi lập tức cảnh giác nữ tử ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên mua bàn tay hắn ta an ủi tâm tình căng thẳng của hắn ta ra hiệu hắn ta chớ hoảng sợ mọi chuyện đều an toàn cảm nhận được xúc cảm mềm mại tâm dương phi bay lên đến gã đeo kính ngừng xe lại đi xuống xe đến trước một cánh cửa điện tử ấn vân tay khi cửa điện tử mở ra đằng trước xuất hiện một thông đạo dương phi đi theo phía sau vô cùng ngạc nhiên nhìn mọi thứ đồng thời hắn ta cũng nhớ kỹ ngón tay mà gã đeo kính dùng để mở cửa đi đến cuối thông đạo xuất hiện thang máy đi vào thang máy chỉ có một tầng lầu thang máy di chuyển đi xuống phía dưới mấy giây sau thang máy dừng lại gã đeo kính bước ra khỏi thang máy quay người mỉm cười nói hoan nghênh ngươi đến trung tâm một dương dương phi vừa kích động vừa căng thẳng ra ngoài ta thật sự không ngờ được thế mà lại có chỗ như vậy mặc dù đang ở dưới mặt đất nhưng ta cảm thấy cái này so với tường rào còn tốt hơn rất rất nhiều gã đeo kính cười nói đó là đương nhiên mặc dù không nhìn thấy mặt trời nhưng thiết bị rất đầy đủ ngươi có muốn xem vết thương ở cổ tay trước hay không nếu như tạm thời không muốn ta có thể dẫn ngươi đi tham quan xung quanh một chút dương phi nói không sao cả cổ tay của ta đã được băng bó rất tốt không cần xem lại hay là dẫn ta đi dạo một chút đi vậy được đi theo ta gã đeo kính cười nói sau đó bảo hai đồng bạn tự giải quyết chuyện của mình dương phi nhìn bóng lưng vị muội muội kia rời đi lộ ra vẻ lưu luyến không rời mãi đến khi gã đeo kính đập vào bả vai hắn ta mới phục hồi tinh thần hai người nhìn nhau gã đeo kính mỉm cười lộ vẻ nam nhân đều hiểu. Dương Phi cười he he. Gã đeo kính dẫn Dương Phi đi nhìn khắp nơi. Nơi này là khu vực sinh hoạt của chúng ta. Đây là nhà ăn, chờ đến thời gian, những người khác sẽ tụ tập ở chỗ này dùng cơm. Đây là rạp chiếu phim, đây là phòng mát xa. Khi gã đeo kính giới theo, Dương Phi cảm thấy nơi này mẹ nó mới là thiên đường của nhân gian, tuy rằng ở tường rào lúc trước sinh sống cũng rất tốt. Thế nhưng so sánh với nơi này, Đúng là một trời một vực mà. Giữa hai bên, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được nhanh, cả đeo kính đã đưa Dương Phi đến trước một cánh cửa lớn đóng kín đây ra, mời vào. Có giới thiệu lúc trước, Dương Phi đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, không hề nghĩ ngợi lập tức đi vào, chẳng qua khi nhìn thấy rõ tình huống trước mắt, hắn ta hoàn toàn sửng sốt. Hai bên xung quanh trưng bày từng dãy ống nuôi cấy, bên trong là một loại chất lỏng thần bí không biết, đồng thời còn có các xác dị thú dị dạng, không, nhưng cái này không phải là xác mà là còn sống từ lồng ngực Phật phồng là có thể nhìn ra thậm chí có con còn đột nhiên mở to mắt tròng mắt khẽ đảo đây là dương phi há hốc mồm vừa định quay người đột nhiên bên hông đau xót ống tim đâm vào phần eo của hắn ta sau đó có một chất lỏng không biết rõ tiến vào trong cơ thể thân thể mềm nhũng tê liệt ngã xuống mặt đất trừ còn có ý thức ra ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được không có gì đây là vật thí nghiệm của chúng ta rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ vinh hạnh trở thành một thành viên trong đó gã đeo kính nắm cổ chân dương phi kéo vào bên trong hắn ta trói dương phi lên bàn thí nghiệm sau đó không còn để ý đến nữa mà đi đến một gian phòng khác mở màn hình treo trên vách tường lên xì 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 tiếng điện xẹt xẹt vang lên sau đó có một giọng nói khàn khàn truyền đến tình hình thế nào gã đeo kính nói còn chưa đạt được hiệu quả mà chúng ta dự đoán nhưng mà cũng được tuy rằng chưa hoàn toàn công phá tường rào kim lăng nhưng cũng khiến bọn hắn tổn thất nặng nề giác tỉnh giả và liệt sát giả tử thương không ít ừm cũng không tệ lắm biến dị thể mà chúng ta nghiên cứu ra có biểu hiện như thế nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha